Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đây. Trận này có súng rồi anh em ạ. À Cla. Cla. Đấm hộ cái nào. Cla. Cla cũng xanh mộ rồi nhá. Cla chạy bên em ơi. Ui. Thật Cla anh vừa giết nó rồi. Anh biết rồi đây. Anh ơi. Đây em đây. Anh có súng rồi này. Cho có súng cái coi. Ừ, giết nó cái đã. Nó chạy này. Nó chạy này. À mày chạy à. Đừng chạy em ơi, đừng chạy em ơi. Mày tưởng mày chạy được à? Mày tưởng mày chạy được à? Mày tưởng mày chạy được à? Ok. Có súng rồi hả? Dạ. Đây đây, anh lên giết nó cái đã. À nó chết rồi, lên lút xác nó luôn. Xác gì em đấy, con gì mà lút hả anh? Ơ, thằng này không có đồ rồi em ạ, nó sợ chạy lên tận trên này. Anh quên, anh quên. Ok, bây giờ có được 4x này các bạn này. Ôi mày, hai đứa đang chạy xuống dưới, nghe nè. SA có hai đứa vừa xuống căn nhà Doraemon nhá, đầu làng. SA á? Ừ, đang ở căn nhà Doraemon đầu làng em ơi. Thằng kia xuyên ốc rồi, ui còn một đứa nữa, ui. Gắt thế. Gắt thế sao chơi, gắt thế sao chơi nha mày, ui. Tôi không có... Ui, không có bom keo. Ok, không có sao anh ạ. Còn đứa ở trên căn nhà Doraemon ấy. Thằng ở dưới thì anh mà yếu okay. Rồi đấy, một đứa Doraemon nó vừa chạy ra này. Anh chạy xuống cái đã. Bắn bắn này tốn máu quá cơ. Ok ok đây. Đấy nó trong nhà em ơi. Anh đây đây. Chờ ngay ngoài, đây rồi, ngay cửa. Ngay cửa mất, ui. Ok ok. Rồi, qua M451 và đây sẽ là M451 Lam Sư Điểu anh em ạ, nhìn skin ngầu không? Em có máu chưa? Anh vứt cho anh có hai túi máu này. Chưa có. Đây, vứt chân này. Máu đấy. Thank you. Ở thằng này nó cũng nghèo luôn, không có gì cả em ơi. Em thấy súng này đẹp không? Hử? Phương Anh, đẹp không? Hử? Súng này đẹp không? Súng này ấy. Không, súng. Trông nó bảy màu đầu rồng thế cơ mà. Đâu? Cái này là skin súng màu xanh dương anh em ạ, nó là skin súng Lam Sư Điểu. Này, có màu 79 này súng không này? Ok ok. Thế em có lấy P90 thì em quay lại cho anh ấy. No. Anh vừa vứt một cái khẩu súng P90. Đi em, đi em. Phía này không thể ai các bạn ơi. Chắc là thủ lĩnh hiện tại thì đã hết người rồi nên là chúng ta sẽ cố gắng kiếm xe cái đó. Kiếm xe và tiếp tục đi săn mạng thôi. Có một đá một Lam Sư Điểu nhưng mà không chơi nha em ơi, đổi qua format sấy cho phê. Cho nó dễ tốt một. Thêm máu đây em, đi. Ui, qua đây và cũng không thấy gì cả các bạn ạ. Wow. Em ơi, chuẩn bị lên cổng trời em ơi. Chạy lên thẳng cái hướng phía trên luôn, lên cổng trời luôn. Mấy cái nhà chỗ này đồ nó cũng si đa như nhau thôi. Ừ. Đi em đi em. Nay đồ chán nhỉ. Lên cổng trời nhá. Ok mọi người xem like nhớ follow cũng như là chia sẻ livestream lên Facebook để ủng hộ cho Kẹo nha. Cảm ơn tất cả anh em. Và chúc anh em có một cái buổi tối xem live của Kẹo vui vẻ. Anh em để đổi được những cái khẩu súng như kiểu là Hồng Sư Điểu này, Lam Sư Điểu này đấy, với lại nhiều khẩu súng đẹp hơn nữa thì anh em sẽ cần chơi trong chế độ, đó là chế độ gì mới ra nhỉ? À, chiến đẳng cấp anh em ạ.
Mỗi lần chơi anh em sẽ mất 10 kim cương, hoặc là nếu như anh em có cái thẻ đẳng cấp thì anh em có thể đổi để vào chơi chế độ đấy. Chơi nó cũng giống như bình thường thôi, chẳng qua là anh em mà kết thúc trận đấu ấy, nó sẽ tặng cho anh em, khi mà anh em ở top 3 trở lên, tặng cho anh em cái thẻ để anh em chơi, anh em đổi đồ. Ôi em ơi, đi thôi em. Hello mọi người và chúc mọi người xem live vui vẻ nha. Ơp phải trên này này. Chắc là chỗ nó cũng đang chạy xuống phía dưới đấy. Hello các bạn. Mình đang có đó là 3 viên M79. Quan trọng là sẽ dùng 3 viên này để kill được mấy đứa đây. Cứ bán kiểu mỗi viên một mạng là chuẩn nhất, nhưng mà người đâu? Không thấy, không thấy anh em ạ. Có MP40 nhưng mà MP40 á, nhưng mà anh đang chơi cái M79 rồi nên là anh không chơi. Qua đây và chúng ta sẽ có gì nào? Wow, không còn ai cả, hôm nay các bạn ấy thủ nhà dài quá cơ anh em ạ. Toàn mấy đứa kiểu thủ nhà tìm mãi lục từ căn nhà này sang căn nhà kia, nhưng mà vẫn có một cái câu trả lời, đó là không thấy. Xuống dưới thôi nha em ơi. Và chúng ta sẽ qua cái lối này. Đây anh ơi. Đâu em, đâu em? Nhà có người vậy? Đấy. 210 á, ok ok. Cái nhà lớn hả? Đâu nhỉ, đâu nhỉ? Quê mời, bắn anh, bắn anh, bắn anh. Ok ok đây. Giờ anh mới thấy. Nó đang đứng ở cái cạnh nhà 210 ấy. Quê mời, okay, mời, đứng thật. Nó một đó, đây một đứa nữa này. À, một đứa nữa đang đứng cạnh nhà này, nó chạy lên cứu bạn, nó chạy lên cứu bạn em ơi. Ui, phương anh ơi, đây. Để lên đi em ơi, để lên đi em ơi. Ui, nó đâu nhỉ? Có team khác này à? Ui, ghê vậy. Team khác này em ơi, ok, knock luôn. Qua đây em ơi, qua đây em ơi. Nó chạy qua cứu bạn này, nó chạy qua cứu bạn này. Cứu bạn này, ok, xong luôn cả hai đứa. Chúng mày cứu bạn này, anh có phóng lựu cơ mà. Cứu bằng niềm tin và hy vọng à. Mình sẽ lên trên này cái đã. Quần máu đã. Rồi là tính sau nha anh em. Đó, rút đồ nào. Ui, lại có thêm đạn phóng lựu này các bạn ơi. Thế là ngon. Kẹo lại có thêm hai viên đạn phóng lựu nữa. Ui, thằng nào cũng có đạn phóng lựu luôn. Ghê à nha, hôm nay cho nó chơi phóng lựu hơi nhiều đấy. Đợi đợi anh em ạ. Vứt bớt đạn xuống trường đi, mình sẽ rút thêm từ máu này. Tí nữa còn có cái để mà bơm máu. Giảm thanh luôn được. Trang bị giảm thanh vào. Rồi, ok ok, ngon. Em ơi, phương anh ơi, đi thôi, đi. Xong trang. Đi. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn mạng nào anh em. Wow. Bây giờ là chạy theo cái hướng thính VKF đi em. Ủa, sao chạy ngược qua vậy? À, em chạy qua cái hướng thính đây này. VKF này kiểu gì cũng có người em ạ. Đi em. Vâng, cầm sẵn khẩu phóng lựu với 5 viên đạn M79. Ơ em, sao lại chạy ngược theo hướng đấy? Chạy ngược đâu, ủa? Lại bơm máu. Đây đây em ơi, đây em ơi, một đứa đang chạy này, hai đứa đang chạy này. Từ từ anh cho chúng nó vào ăn thính đã, xong này anh chơi phóng lựu luôn. Đúng rồi, ăn thính đi các bạn ơi, ăn thính đi các bạn ơi. Mình cho các bạn ăn phóng lựu nhá. Ui, bắn hơi trễ anh em ạ. Thế là chúng nó lại chạy được mất, ui. Chúng nó lại chạy được mất anh em ơi. Lớp 1 nhá. Ok, xong. Thế là xong rồi em. Anh cơ phóng lựu xa không chuẩn lắm, nhưng mà cũng hạ được chúng nó luôn. Ui dồi ôi, hai thanh niên ham thính này. Mình mà câu sớm tí nữa là chết cả hai đứa luôn nhá. Mỗi tội là mình chạy xuống hơi muộn đấy. Thế nên là chúng nó vẫn đang còn sống này. Còn một thằng nữa đâu anh nhỉ? Ơ anh bắn chết cả hai đứa mà. À em bắn một đứa, anh bắn một đứa đây. Đây này.
Em sát thằng còn lại này. Đấy. Đổi xuống giáp 3 dùng cho là anh em ạ. Giáp chống nổ của nó hơi nát. Ui, lại thêm đạn phóng lựu này ngon ghê nha. Bọn này ngày hôm nay có vẻ là chúng nó chuộng dùng phóng lựu hả anh em? Thật luôn đấy. Chuyên phóng lựu à? Ok. Vậy thì mình cũng chơi phóng lựu luôn, làm gì mà căng. Đêm ơi, một đứa gọi ôn thính này. Em thấy nó chưa? Ở ngay chỗ thung lũng này, đi em. Ở ngay hướng nào với kem này. Cứ chạy là sẽ đến thôi, đi. Đây. Thính chưa rơi em ạ. Ngay phía đầu bên kia thôi. Nó lút xong thính rồi, được, hay lắm. Ngắm không thấy đâu anh ạ. À, thế rồi anh, thế rồi. 330 em ơi. Gốc cây 330. Chỗ lều, chỗ lều. Chỗ lều nhá. Ui, chỗ lều nhà em nhá. Này nó có chảo bạn. Em hạ nó chưa? Bạn có chảo á? Ui em. Nhớ lại có thêm người đấy. Em xem em núp chỗ nào đi. Anh lên chắc là anh cận chiến với chỗ nó luôn. À, có hai thằng anh ạ. Bắn gần bằng phóng lựu luôn anh em ạ. Chắc trong lều thôi em ơi, đây. Anh đây. Ở đâu em? Ngay chỗ này này. Ngoài. Hai viên đạn phóng lựu chết cả hai luôn em ơi, đi. Chạy con em ơi. À đâu, đây là một viên phóng lựu chết cả hai đứa chứ anh em. Kiểu tôi nói vội quá, nói nhầm anh em ạ. Ôi em ơi. Em cũng có cái trước mặt kia. Một đứa nó vừa chạy mặt thật chắc này. Ui. Nhưng em vừa bắn gần trước mà. Vào xe và ra ngoài này. Đây em ơi, đây em ơi. Mày xin mộ với anh nha. Đây cứu anh em ơi, cứu anh. Qua cứu anh. Cứu anh đi em ơi. Ờ giết thằng trên xe cái đã xong cứu anh. Cứu anh. Cứu anh. Thế qua cứu anh cho đi phòng anh ơi. Đây qua cứu anh chỗ này. Thằng đấy nó bị đơ rồi. Đây qua cứu anh. Anh liều mạng với thằng này mà. Nên là gọi em qua cứu luôn chứ sao nữa. Dục căng. Ơ. Không cứu nhà anh chết thì làm sao. Của thế gì nữa. Kệ anh. Ơ. Anh phải sống để chơi với em chứ. Không cần. Ôi anh bị lag à? Bơm mãi máu không đầy này. Mười tấm máu vẫn còn nguyên này. Mạo Sida rồi anh ơi. Đây giờ mới đợi anh em ạ. À. Còn máu nãy giờ. Giờ mới được các bạn ơi. Mình sẽ đổi qua súng tiểu liên MP40 nhá. Ok. Còn kiểu full nữa à? Full đồ hả? Lên xe ơi, hay là đi bộ? Lên xe luôn cho vui. Mình lên xe đi cán bớt người đi xong mình đi săn mạng em ạ. Anh xem có bom keo không, anh lượm thêm bom keo. Không có bom keo ấy. Thằng này sao? Thằng này cũng không có. Không có. Ôi. Ok. Đây em. Ok mọi người ơi. Còn lại 6 thằng nữa này. Wow, phía này thì sao nhỉ? Cùng mình lận lờ đi săn người thôi các bạn. Ở dưới này anh em nghĩ là có ai không? Không có, chắc là chúng nó lại vào bo hết cả rồi. Vào bo rồi thì lên trên. Khu này nó chính là khu vực làng gốm nha các bạn. Ui. Một đứa đã bị hạ luôn. Thế còn lại có 5 thôi à? Ơ. Đây em ơi, thứ hai. Đừng vào nhà vội em nhá, anh câu rượu lên cái đã, đừng vào nhà vội em ơi. Bố có rượu rồi, đi, chuẩn bị vào em ơi. Ok, nó một nhá. Lên luôn. Lên bảy điểm số nhá, ui, chạy lên nó. Chạy lên sẽ nói luôn. Ơ, tránh lựu em ơi, tránh lựu. Ok. Một đứa ngay phía sau này. Ơ, nó chạy xe à? Được. Ngay phía dưới em ạ. Đây rồi. Mày làm gì vậy? Hay lắm này. Được, hay lắm em ạ.
Đấy, xuống xe, ok. Xong rồi mày. Còn một đứa nữa chạy mà tôi chắc ở ngoài thì phải này. Đây mày, qua đây, qua đây. Thằng qua đây mày. Ui, phóng lựu này. À, nó tự sát rồi mày. Phải anh ơi, nó tự sát rồi. Tao mất rồi. Ăn mừng nào. Đây là anh à? Ừ, đây là anh. Thêm tưởng là ai nữa. Tao một rồi mà. Ok anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.